Hello, năm sĩ anh em cùng ngân hàng các bạn đã tiếp tục trở lại với cái channel mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đến xứ sở Kim Chi thưởng thức những món ăn buffet và rất là hấp dẫn với sở trường là cay, rất là cay của bên Hàn Quốc. Thì ngày hôm nay cũng có một em siêu hot, siêu cay, siêu nóng bỏng muốn mang đến giới thiệu cho anh em quý hàng cùng các bạn. Đó chính là em Hyundai HD72 với năm sản xuất của em, nó khai sinh 2015, niên hạn sử dụng đến 2040. Và con xe xinh đẹp, đẹp gái, ống ả và nuột nà như thế này, bên mình đang muốn chào bán cho anh em quý khách hàng cùng các bạn khoảng 530 triệu có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình, với tải trọng 3,495 tấn. Đó chính là tải trọng chở hàng hóa của em, nó chạy bằng B2 được và khối lượng toàn bộ là 7 tấn. Khối lượng bản thân của em nó là 3,3 tấn. Chiều dài thùng của em nó với số đo 3 dòng về chiều dài thùng rất là hấp dẫn, với 4,950 và chiều ngang là 2m050 và chiều cao là 1m850. Đó là số đo 3 vòng rất là lý tưởng và hấp dẫn của một em Hyundai HD72 đến từ xứ sở Hàn Quốc. Và xe thì rất là đẹp đó, với phiên bản thùng 10 bạc. Thùng 10 bạc thì xe này chủ cũ lúc trước chở gạch nha anh em. Đó, sàn sexy, cầu rất là cứng cáp, đà ngang là dọc thì bằng sắt, sàn sắt thôi. Một cái thùng 10 bạc tiêu chuẩn bình thường, bao lường thùng cũng bằng sắt, về thì được về nóc nè, bản lề thì bằng sắt, bát chống xô, khóa tôm hay là những cái nối cái thùng với cái đà ngang sexy thì cũng bằng sắt ở cái cùm. Nói chung là kèo cũng bằng sắt, khung xương bằng sắt, được cái lớp bẩn ngoài bằng inox thôi, cả người cũng bằng sắt thôi. Nói chung là thùng tiêu chuẩn bình thường nha anh em. Đó, mà cái kèo này, cái kèo chưa gắn lên, thì chủ cũ lúc trước chở gạch cho nên chơ thêm một cái lớp to len kẽm chắn lên cái phần khung chuồng heo, cho nên nhìn cái bẩn nó cao vậy đó anh em. Đó, nếu anh em muốn dọn thêm về cái thùng thì anh em có thể mua về làm thêm, giống như mình chơi cái lớp sàn inox, hay là mình chơi cái bẩn inox về phía trong phía ngoài luôn, hay là mình chơi cái gì đó inox về mình có thể làm thêm. Đó, thì bên mình chỉ bán một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, khung xương đà ngang đà dọc và trụ thì cũng bằng sắt thôi, bao lường bằng sắt hết. Và vỏ thì vỏ lớp thì còn rất là mới nha anh em, khoảng 80% á, vỏ lớp gai rất là cao luôn á. Này anh em thấy không, gai rất là cao luôn. Bánh thì đường kính mâm á là 16 inch, vỏ 7.5 inch, đồng bộ chiếc sau. Ở cầu thì dùng cầu láp mà vỏ rất là mới, khoảng 80%, gai rất là cao. Đó, xe chủ cũ mới thay bộ vỏ, cho nên anh em mua về khỏi cần phải thay vỏ nha. Đó, cho nên mình khỏi cần phải bớt thêm giá tiền vô trong xe. Tại vì bên mình nói thật với anh em là thâu vô giá xe thì nó cũng chát lắm. Bán nói chung là kiếm vài đồng, đồng ra đồng vô thôi. Giá cả thì chỉ hương lượng được một tí xíu thôi, có gì anh em thông cảm. HD72. Rồi, bây giờ mình với anh em phải tìm hiểu về cái phần kết cấu phía trong của em đó. Kính chỉnh điện nè, khóa cửa trung tâm nè. Nó có những cái văn gỗ rất là đẹp, rất là sáng và rất là quý phái dành cho cái xe, với cái phần nội thất văn gỗ đó, rất là đẹp luôn anh em. Ghế thì ba chỗ ngồi bọc da cũng rất là sang trọng, chủ cũ đã bọc da lại rồi, cho nên anh em thấy không, nhìn rất là mới, da rất là đẹp. Ghế rất là xịn sò luôn, nội thất rất là rộng rãi. Ở cái phần táp lô đã được làm một cái tấm che để chống nắng nè. Vô lăng có hai chấu và có bọc vô lăng rất là đẹp. Xe đi được 96.000 km, tương đối 5 năm mà đi như vậy thì mình cảm thấy cũng rất là ít đấy. Đó, nói chung là đi rất là tuyệt vời. Một chiếc xe cũng còn rất là chất lượng, rất là đẹp, với mức giá chỉ 530 triệu. Có thương lượng cho anh em có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình. Máy lạnh rất là đầy đủ, mồi thuốc lá radio rất là đầy đủ nha. Lúc máy lạnh đó anh em, hộp số thì chỉ 5 số tiến một số lùi thôi. Cần số thì nó cũng to đấy, cầm nắm nó cũng rất là sướng. Đó, nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là ok, rất là tuyệt vời để anh em có thể đầu tư. Xe thì cabin zin nha, chưa đâm đụng nha. Máy thì cũng còn zin, chưa bung. Nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là zin và rất là đẹp, rất là xuất sắc. Đó, một chiếc xe Hyundai HD72 phiên bản 2015, cần mình tìm mới gấp, anh chồng đẹp trai. Đó, như anh em nào mua chiếc xe này, tất cả anh em đều mua chiếc xe này đều có thể gọi là đẹp trai hết anh em à. Vì xe thì cần những người
mà những anh em tài xế đẹp trai hoặc là những anh nào mua xe đẹp trai thì có thể đến đây để xem xe và trải nghiệm cái dòng xe bên mình, thưởng thức em nó. Và đây là cái khói động cơ trái tim của em nó, một cái khói động cơ Hyundai với số loại của em nó là D4DB với dung tích xi lanh 4 lít, rất là khủng, dung tích xi lanh rất là lớn. Dung tích xi lanh lớn thì dẫn đến lực kéo rất là lớn, với mô men xoắn cũng rất là lớn. Và công suất thì là 96 kW tại motor 2009, khá lớn. Một chiếc xe 3 tấn rưỡi mà máy rất là mạnh, rất là khỏe. Anh em thấy không, gác cơ nữa nên rất là khỏe. Xe này cổng tải, quá tải rất là ok. 3 tấn rưỡi anh em cổng lên 5, 6 tấn, 10 tấn vẫn bình thường. Máy rất là khỏe, châu bò luôn anh em. Có máy lạnh cho xe nha. Máy rất là đẹp. Máy zin nha, chưa bung. Máy rất là khỏe, rất là đẹp. Nhìn nghe tiếng máy là nghe hấp dẫn rồi. Nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là zin. Xe thì chưa có mục mọt nha, sắc xi hay là cái đầu cabin không có dấu hiệu mục mọt nha. Tại vì chở gạch nè. Chở gạch thì đương nhiên là nó sẽ không có mục mọt. Tại vì gạch nó gạch khô mà. Đó, cho nên anh em mua xe này mình rất là yên tâm về cái vấn đề mục mọt là không có. Cản với cụm đèn pha halogen phía trước cũng rất là sáng, rất là đẹp, nó sơn màu xanh rất là bắt mắt, rất là tinh tế và rất là hấp dẫn. Đó, anh em thấy có động cơ to khỏe, động cơ này cổng tải rất là tuyệt vời. Phía trước thì dùng cuộn và nhíp rất là cứng cáp và siêu dày, siêu bền luôn. Vách phía trước cũng bằng một lớp inox nè, rất là sáng bóng. Đó, thì mình sẽ nói sơ lược cho anh em về số đo ba vòng tổng thể của em nó đi. Xưa với kích chiều dài là 6,8m, chiều ngang là 2m1 80 và chiều cao là 2m8 50. Nó là số đo ba vòng tổng thể của em Hyundai HD72 này. Còn số đo thùng hồi nãy mình đã chia sẻ rồi, mình xin nhắc lại nha cho anh em dễ nhớ hơn, là 4,950m này, là gần 5m, chiều ngang là 2m0 50 và chiều cao là 1m8 50. Nó là số đo về thùng. Cân nặng của em nó là 3,495 tấn, chạy bằng B2 được, dưới 3,5 tấn. Đó, lưới tải nhiệt rất là rộng, logo mạ chrome rất là sáng bóng. Đó, tăng khả năng làm mát động cơ rất là tuyệt vời. Thùng này nó được trắng cái lớp khung xương lên thành một cái bẩn nữa. Giờ hồi xưa chở gạch này, mà lớp ngoài nắp lớp trong tôi đang khẽm, nhìn rất là sáng bóng, rất là đẹp cái thùng. Đó, một chiếc xe rất là chất lượng, đến từ xứ sở Kim Chi với xứ sở Hàn Quốc. Đó, còn là trai xinh gái đẹp, cộng thêm xe cũng rất là đẹp mà rất là mạnh, rất là khỏe. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng trong những cái video giới thiệu về các dòng xe tải cũ tiếp theo của bên mình. Hãy giúp mình đăng ký ủng hộ mình bằng một nút like cộng như một nút đăng ký để mình có thể tiếp tục làm những cái video giới thiệu về cái dòng xe tải cũ cũng như là những chia sẻ kiến thức.